Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật những video về làm vườn ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng cây dưa leo, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho một số bạn đã bình luận trong kênh của mình vào những cái thời gian trước ha. Thì câu hỏi đầu tiên là của chị là Veco nè. Thì chị này chị có hỏi mình á, là chị ngắt đọt rồi và ra chèo nhiều lắm, khoảng 5 đến 6 tấc rồi. Vậy là mình có ngắt đọt trên cây dưa leo hay không? Là những cái ngọn chèo của các bạn. Thì đối với mà cái cây dưa leo của mình các bạn, thì mình chỉ ngắt ngọn á, khi mà nó ra những cái bông đực và nó không chịu ra những cái bông cái thì mình sẽ ngắt ngọn cho nó. Mà khi mà mình đếm cái lá các bạn thì nó khoảng đâu là 9 đến 10 lá các bạn, là mình có thể là mình ngắt ngọn trên cây dưa leo ha. Nếu như là nó ra toàn là những cái bông đực thì thông thường thì mình chỉ ngắt cho nó vào những cái tháng mưa thôi, tại vì nó sẽ là sinh trưởng nhiều hơn sinh thực, thì mình sẽ ngắt ngọn cho nó. Chứ thông thường những cái giống mà F1 hiện tại bây giờ các bạn thì người ta sẽ không có ngắt ngọn, người ta để tự nhiên luôn đó. Thì chỉ trong cái trường hợp mà nó ra những cái bông đực nhiều á, mà nó không chịu ra bông cái thì mình mới ngắt ngọn thôi. Còn đối với mà cái ngọn chèo á, thì mình có thể là mình ngắt ngọn cho nó khi nó đã làm nụ và trái rồi nha các bạn ha, để cho nó tập trung dinh dưỡng và nó nuôi trái nó được tốt hơn, và cái thời gian nó có thể là nó kéo dài hơn. Ví dụ như là cái giống trang nông ha, cái giống trang nông các bạn, cái khả năng mà nó đậu trái các bạn thì nó sẽ thấp hơn những cái loại như là siêu bóng trái ha. Nhưng mà cái khả năng mà nó ăn nó kéo dài các bạn thì nó sẽ là dài hơn những cái loại là siêu bóng trái. Thì đó là mình chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là ngắt ngọn trên cây dưa leo ha. Các bạn có thể là like cũng như là đăng ký kênh của mình nếu như là các bạn là quan tâm ha. Thì đó là câu hỏi đầu tiên của chị là Veco ha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của bạn là Lê Thị Thanh Hoa nè. Bạn này bạn hỏi mình là bạn đã ngắt ngọn trên cây dưa leo rồi, và mỗi mắt như vậy là nó đã ra là mỗi trái. Và bạn hỏi mình là khi nào mà mình sẽ ngắt ngọn tiếp theo cho những cái nhánh chèo. Và cây dưa leo của bạn là hiện tại là đang bị cái con là ruồi vàng chích trái, và bạn không muốn sử dụng thuốc, và hỏi mình là có cách nào để mà khắc phục hay không. Và bạn hỏi mình thêm là bạn có thể là sử dụng là cái bao ni lông để bạn trùm trên cái cây dưa leo có được hay không. Thì đó là câu hỏi của bạn là Lê Thị Thanh Hoa ha. Thì các bạn cũng có thể là xem được ở trên cái màn hình á. Thì đối với cái cây dưa leo như lúc nãy là mình chia sẻ đó các bạn, là mình có thể là mình ngắt ngọn chèo cho nó khi nó đã làm trái rồi, để cho nó tập trung dinh dưỡng và nó nuôi trái được tốt hơn nếu như là chúng ta trồng ở nhà ha. Còn nếu như là chúng ta trồng kinh doanh á, thì khỏi ngắt cũng vẫn được nha mọi người. Chúng ta chỉ việc là đi phân cho nó đầy đủ là được thôi. Thì đó là vậy trên cái cây dưa leo của mình. Còn khi mà cái cây dưa leo của mình á, mà nó bị là ruồi vàng chích trái á, thì mình không muốn sử dụng những cái loại thuốc như là alpha cua nè nó, thì mình xịt á, thì bạn có thể là bạn sử dụng một cái hợp chất, ví dụ như là tỏi ớt nè, mình xay nó ra gần này nọ các bạn, mình xay nó ra rồi mình treo cho nó, nếu như là các bạn trồng tại nhà ha. Còn nếu như là bạn không muốn xay nữa thì bạn có thể là mua một cái hợp chất là phi bông để các bạn treo cho nó. Bạn mua một cái hũ vàng vàng đó các bạn, bạn treo trên những cái vàng mà dưa leo của các bạn trồng á, thì những cái con ruồi chích trái thì nó cũng sẽ là giảm bớt ha, chứ thực chất là nó sẽ không có hết. Ở đây thì mình cũng nói thật luôn là nó sẽ không có hết. Hoặc là bạn cũng có thể dùng là cái bọc ni lông như lúc nãy là bạn hỏi mình đó, thì bạn dùng bọc ni lông bạn trùm nó lại thì cũng là vẫn được nha, nó rất là tốt luôn. Thì đó là câu hỏi của bạn là Lê Thị Thanh Hoa, thì mình cũng vừa trả lời ha. Thì bạn nào mà đang trồng tại nhà thì các bạn cũng có thể là tham khảo cái video của mình nha. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ tìm một cái câu hỏi khác để mình trả lời cho các bạn nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của một bạn tên là Hoàng ha. Thì bạn này bạn hỏi mình là mình đang trồng dưa leo để bán Tết, mà thời tiết thì nó lạnh quá, mà dưa của mình nó chậm phát triển thì mình phải làm sao? Thì trong cái thời tiết mà lạnh á các bạn, thì cây của mình thì nó cũng rất là chậm phát triển luôn. Thì bạn có thể là sử dụng những cái hoạt chất như là có 24D các bạn, là hoặc là GA3 đó, thì bạn xịt cho nó ha, thì nó sẽ rất là nhanh luôn. Ví dụ như là hàng đề cao mông ha, khoảng đâu là 15C cho bình là 20 lít nước nha các bạn. Và đồng thời thì bạn có thể là bón những cái dòng phân như là 20-15 để cho cái cây của mình nó hấp thu dinh dưỡng nha. Thì cây của mình thì nó sẽ đạt thôi. Rồi thì mình sẽ trả lời tiếp một câu hỏi khác nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của bạn tên là Quỳnh Lai nè. Thì bạn này bạn hỏi mình á, là mình ở miền Bắc thì trồng vào tháng mấy thì nó sẽ phù hợp đối với là cây dưa leo. Thì thông thường các bạn đối với những cây dưa leo á, thì mình sẽ trồng vào những cái tháng nắng ha, thì nó sẽ là phù hợp hơn. Còn những cái tháng mưa thì mình trồng nó vẫn được, nhưng mà kiểu như là nó bông đực nó nhiều, với lại nó bị sương mai nhiều,
bệnh nó nhiều thôi, nhưng mà cái thời điểm thì giá thì nó ổn hơn, cái kiểu như vậy nha nha mọi người. Nó thì bạn ở miền Bắc á, thì bạn có thể là chọn vào những cái tháng như là đầu tháng giêng á, thì bạn trồng ha, nó thì nó cũng rất là hợp lý thôi. Nó ăn thua vào cái cách chăm sóc của mình thôi. Cái nào cây cây dưa leo này á, thì nó chịu nắng, mình trồng đâu khoảng đâu là 4 tấc cho một gốc ha, là nó rất là hợp lý luôn. Cây của mình nó sẽ là phát triển rất là ổn, cũng như là mình xịt sâu cho nó, cũng như là phòng bệnh lỡ cổ rễ này nọ các bạn. Thì mình sẽ làm một cái video chi tiết vào những cái thời gian tới để cho các bạn tham khảo ha. Đó, và video của mình là chỉ mang tính chất là tham khảo thôi nha các bạn. Các bạn có thể là xem nhiều kênh để rút ra kinh nghiệm cho mình ha. Thì đó là câu hỏi của bạn là Quỳnh Lai thì mình cũng vừa trả lời nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của một anh tên là Tô Việt Trung nè. Thì anh này anh có hỏi mình là anh trồng dưa leo là ăn tại nhà thôi, nhưng mà vụ nào thì nó cũng bị vàng lá cũng như là xoắn lá, nhờ mình cách hướng dẫn cũng như là xử lý. Thì đối với mà cây dưa leo của mình mà nó bị vàng lá các bạn, thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân, thì mình phải tìm ra được cái nguyên nhân chính xác của nó rồi mình mới trị được. Ví dụ như là cái độ ẩm nó quá nhiều đi thì nó cũng bị vàng lá nha các bạn ha. Và cái nguyên nhân thứ hai là nó bị thiếu phân nữa thì nó cũng bị vàng lá. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là nó bị sâu rầy này nọ, nó cắn phá trên những cái ngọn các bạn, thì nó cũng bị vàng lá. Thì do đó thì mình sẽ xem nó bị những cái nguyên nhân nào để mình khắc phục cho nó. Ví dụ như là nó bị sâu rầy bọ trĩ đi thì mình sẽ mua thuốc để mình xịt cho nó. Ví dụ như nó bị bọ trĩ đi thì mình có thể là sử dụng là cái thuốc như là Radiant nè, nó thì mình sử dụng là 16C cho bình 20 lít nước vào mình xịt cho nó ha, là hết. Nó hoặc là bạn có thể là sử dụng là cái thuốc là Nativo cộng với thằng Antacon mình xịt cho nó thì nó cũng vẫn hết. Liều lượng thì ở trên có cái trên cái gói thuốc á thì nó cũng có ghi nha. Nó thì đó là vậy nha anh Tô Việt Trung nha. Nó thì cái những cái nguyên nhân nó cơ bản như vậy thôi. Rồi thì em sẽ tìm một câu hỏi tiếp theo để em trả lời nha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của một bạn tên là Minh Ngọc nè. Bạn này bạn có hỏi mình là bạn trồng dưa leo là nay được là 32 ngày rồi mà bông nó rất là nhiều luôn nhưng mà trái nó rất là ít. Vậy thì mình phải làm sao? Thì đối với mà cái cây dưa leo của mình các bạn mà nó không chịu mà đậu trái á, thì mình có thể là mình ngắt ngọn cho nó nha, ngắt những cái ngọn chèo á thì nó cũng sẽ là tập trung dinh dưỡng là nó ra trái nha các bạn ha. Và đồng thời á thì mình sẽ không có thúc phân nó nhiều quá nếu như là ở trong cái tháng mưa nha. Nó còn cái tháng nắng thì bạn cứ là bón định kỳ cho nó là được nó. Và đồng thời thì mình sẽ là xịt cho nó những cái loại thuốc kích thích ha, ví dụ như là 10-60-10 nha các bạn. Thì cái loại thuốc này là nó gồm có là kali cũng như là lân nhiều thì nó sẽ giúp cho cái bông của bạn thì nó sẽ là đậu quả được tốt hơn nha, nha bạn Minh Ngọc nha. Rồi thì video của mình cũng xin được tạm dừng tại đây nha các bạn, tại vì nãy giờ mình cũng trả lời cho các bạn một số câu hỏi về cây dưa leo, những cái câu hỏi về chính về cái ngắt ngọn á. Nó thì bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình ha, để mình có động lực để mình ra những cái video cho các bạn cùng nhau tham khảo nha. Rồi thì mình xin được mến chào.